Những ngày qua, sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông nghịch khách. Vì vậy, các hãng hàng không đã đồng loạt tăng chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh để đưa người dân về quê đón Tết. Thông tin chi tiết xin nối tiếp ngay sau đây. Ga quốc nội cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang đón hàng chục ngàn khách đi lại mỗi ngày do những ngày cận Tết. Có nhiều thời điểm, sảnh chờ đông kín khách ngồi đợi làm thủ tục. Hành khách đổ về sảnh làm thủ tục của các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet rất đông. Khách xếp hàng dài cùng xe đẩy hành lý lỉnh kỉnh. Nhiều người bồng bế trẻ em để chờ đến lượt làm thủ tục chuyến bay. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, những ngày trước có 82 đến 85 chuyến bay mỗi ngày. Nhưng đến ngày 24 tháng 1, hãng đã tăng trên 10 chuyến, thành 96 đến 97 chuyến bay mỗi ngày. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã bãi bỏ yêu cầu về giấy xét nghiệm và bãi bỏ việc kiểm tra mũi tiêm. Vì vậy, việc đi lại và làm thủ tục dễ dàng hơn. Riêng đối với hành khách xuất phát từ vùng đỏ hoặc vùng bị phong tỏa, thì vẫn cần giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.